Ê, hôm nay cắt lúa nha, cắt sớm một ngày. Đây, phân con lười nha. 5 năm rồi xài phân con lười, còn bên đây là phân đơn này. Máy nó đang cắt kìa. Nhìn đẹp đây mà không biết được mấy trăm thì không biết. Còn bên kia là chăn vịt không à. Đó. Tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu thu hoạch. Cắt sớm một ngày, đúng 90 ngày.